Như vậy hiệp một trận đấu giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã bắt đầu. Pha chuyền bóng lỗi là của Huỳnh Tiến Sinh. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Đó là cú đá của tiền đạo cắm Supachai. Pha tranh chấp hợp lý, vừa can thiệp là Triệu Văn Hưng. À, Đức Trinh. Hạ bóng vào ngực khá hay nhưng đáng tiếc là cú đá nối sau đó bằng chân phải của Đức Trinh lại không có được điểm tiếp xúc tốt nhất. Nhịp chơi nhanh là điều mà U23 Việt Nam đang có được, nhưng độ chuẩn xác trong tốc độ cao là điều mà chúng ta chưa thể đồng bộ. Chuyền bóng Hà Đức Trinh, dứt điểm. Wow! Tỷ số được mở cho U23 Việt Nam. Một pha dâng lên chuyền bóng rất hay của đội bắt đầu và chúng ta đã có bàn thắng. Đường chuyền của đội bắt hậu thực sự là rất hợp lý, nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Trinh. Đôi lúc vẫn bị cấn cá trong tâm lý dứt điểm. Pha ghi bàn thứ hai của Đức Trinh ở giải đấu lần này, bàn thắng rất quan trọng. Cú đá vào giữa hai chân của thủ môn Hoàng Nam. Pha chơi bóng có thể nói là xuất sắc của U23 Việt Nam, không chỉ ở đường chuyền của Đoàn Văn Hậu, cú dứt điểm của Hà Đức Trinh. Tôi muốn nói đến những tình huống di chuyển không bóng của Quang Hải và cả Hoàng Đức nữa. Quang Hải. Vẫn là Quang Hải đột phá. Chuyền ngược lên, chân trái. Đó là Hoàng Đức. Pha đi bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải. Và còn đẹp hơn nữa khi pha xử lý ở trong là một cú bắt vô lề bằng chân trái đúng chân thuận của Nguyễn Hoàng Đức. Chúng ta xem lại pha đi bóng một đoạn khá dài của Quang Hải. Tình huống gợi nhớ đến pha phối hợp giữa Quang Hải và anh Đức ở chung kết lượt về AFF Cup vào tháng 12 năm ngoái. Cũng là một động tác xoay người lườn quá dẻo, và cũng là một pha đá nối bằng chân trái giống như anh Đức. Của Quang Sơ luôn là rất mới lạ. Cả chuỗi những gì đã có trong năm 2018 cho đến lúc này vẫn tiếp tục một lần nữa được phát huy. Một tình huống ngẫu nhiên, Tấn Sinh lùi về va vào đối phương. Vâng, và thẻ đỏ. Thẻ đỏ dành cho Supachai. Một pha va chạm khiến cho cầu thủ áo đỏ rất đau, xuất phát từ bước lùi của Tấn Sinh, và chúng ta có lẽ cần phải có một góc quay chậm để hiểu thêm những gì đã xảy ra. Đây, chúng ta cùng xem một lần nữa. Đúng là Tấn Sinh có những bước lùi làm cho Supachai lỡ đà, nhưng anh chàng này cũng đã ức chế từ hiệp 1 rồi và có một động tác như là vung nắm đấm vào cầu thủ Việt Nam. Quang Hải đang đứng ở một vị trí thuận lợi từ tuyến 2. Nhưng Thái Quý vẫn thực hiện đường chuyền vào trong. Dứt điểm! 3-0 rồi! Vâng, phút thứ 63 và đã là 3-0 cho cầu thủ Việt Nam. Không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng đậm nhất của đội Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua ở các cấp đội tuyển. Thành Trung đã có đủ thời gian để ngắm nghía và dứt điểm vào một vị trí mà thủ môn không thể bắt nổi. Bàn thắng thứ hai của trung vệ Thành Trung ở vòng loại. Đấy, khoác áo tuyển Thái Lan nghĩ gì? Mọi chuyện đã thay đổi rất nhanh và chúng tôi đang mong chờ bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Bình tĩnh. Quang Hải. Rất tiếc là chưa có bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Danh Trung đã để lỡ và Quang Hải có một pha dứt điểm đúng tầm chân. Xác lập một kỷ lục thắng Thái Lan. Đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam, nhưng chúng ta sẽ tự tin hơn rất nhiều khi bước vào các cuộc chơi. Ôi! Vẫn còn Quang Hải. Chân trái. Tiếp tục dứt điểm. Vẫn không được.
chuyền ngược lên Hồ Tấn Tài. Việt Hưng dứt điểm chân trái, không phải là chân thuận. Vẫn là Việt Hưng gảy gót. Và chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải. Thanh Thịnh trả ngược, đập lông, quá ngoạn mục. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Pha bóng có sữa mặt của hai cầu thủ vào sân hai người. Đây là giải đấu mà những pha đi bóng xuống góc trái sau đó đưa ngược lên là vũ khí rất đáng chú ý của U23 Việt Nam. Thanh Thịnh, Thanh Sơn đã có cú đặt lòng cực kỳ chuẩn mực. Và trước đó không thể không nhắc đến pha bóng rất nghệ thuật của Quang Hải. Hết giờ, U23 Việt Nam có một chiến thắng xuất sắc trước U23 Thái Lan. Chúng ta kiểm soát tốt trận đấu và có cách biệt lớn nhất trước Thái Lan trong lịch sử. Thời gian đếm ngược đã hết và bây giờ thì trận tứ kết đầu tiên của Asian Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản đã được bắt đầu. Bên trong là Phạm Văn Đức và Trọng Hoàng cũng đang di chuyển. Công Phượng, vẫn là Công Phượng. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống mà Yoshida đã không thể ngăn cản được Công Phượng và chấp nhận phải đối mặt với một tình huống đá phạt góc. Đó cũng là một mềm mại của Công Phượng. Đó cũng là một tình huống phối hợp nhóm tốt của đội tuyển Việt Nam. Quang Hải, chính xác Trọng Hoàng. Bên trong là Hùng Dũng, Trọng Hoàng. Pha chạm bóng của Tiến Dũng, Công Phượng. Công Phượng bất tốc, vẫn là Công Phượng, vẫn là Công Phượng, Công Phượng, cú đá, vẫn là một pha xử lý quen thuộc của Công Phượng. Và trong một trận đấu như thế này thì những pha lên bóng nhanh, sự quyết tâm cũng như khả năng xử lý cá nhân tốt của Công Phượng là rất cần thiết. Dù không tạo ra một cú dứt điểm đi đúng khung thành đối phương nhưng Công Phượng xứng đáng được nhận những tràng vỗ tay và một loạt những pha xử lý tốt như vừa rồi. Của trọng tài đã vang lên. Khi mà cầu thủ của chúng ta có bóng trong tình huống này đó là Công Phượng thì trọng tài biên không hề phất cờ. Nhưng đúng là trong tình huống này thì Công Phượng đã rơi vào thế việt vị. Vâng, và Công Phượng ra dấu rằng anh không nghe thấy tiếng còi của trọng tài. Pha cản phá xuất sắc của trung vệ Mao số 2. Đó lại là một tình huống triển khai nhanh và liên tục là những đường bóng trong khe của các cầu thủ Nhật Bản. Duy Mạnh xứng đáng khen ngợi với một pha xoạc bóng đúng lúc. Vậy là đối thủ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước với tình huống ghi bàn của trung vệ Maya Yoshida. Một thế mạnh của đội tuyển Nhật Bản đã được họ phát huy và có vẻ như là trong tình huống rồi thì các cầu thủ của chúng ta đã không thật sự quyết liệt khi áp sát đối phương. Tình huống phối hợp đá phạt góc bài bản của các cầu thủ Nhật Bản. Tình huống mà cảm giác như Yoshida đã ghi bàn bằng vai. Đó đều là những người có chiều cao tốt. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi công nghệ VAR. Một trận đấu lịch sử của Asian Cup. Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên sử dụng công nghệ VAR và hãy cùng chờ đợi quyết định của trọng tài Hassan. Công nghệ VAR khiến các cổ động viên phải chờ đợi. Bóng dường như đã chạm tay của Maya Yoshida sau khi cầu thủ này có được cú đánh đầu. Và bây giờ thì chúng ta cùng hy vọng
về một quyết định của trọng tài điều khiển trận đấu. Ông Hassan, quyết định của ông là gì đây? Không có bàn. Bóng đã chạm tay, đó là xác định của ông Hassan. Cảm ơn bà. Công nghệ VAR đã được áp dụng lần đầu tiên tại vòng tứ kết và nó đã được áp dụng một cách kịp thời để mang đến những hy vọng và bây giờ là điều ngọt ngào dành cho đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn VAR và sự chính xác của các trọng tài. Đúng rồi, góc máy này thì đã cho thấy rõ ràng là bóng đã chạm vào cánh tay của Yoshida. Hoan Hậu và Văn Hậu mang cả thân người để ngăn chặn pha đi bóng của Rich Sudoan. Rồi phản công, Công Phượng. Cú lắc hồng tuyệt vời của Công Phượng. Vẫn đang là Công Phượng vượt qua được hai cầu thủ áo xanh. Công Phượng đối mặt với Yoshida. Công Phượng. Thật tuyệt vời cho pha đi bóng của số 10 bên phía đội tuyển Việt Nam. Tưởng như đã là một bàn thắng quá là mát dành cho Công Phượng trong một màn solo ngẫu hứng mà Công Phượng nhảy múa với trái bóng và biến tất cả các cầu thủ Nhật Bản dường như là khán giả bất đắc dĩ để chứng kiến pha đi bóng tuyệt vời của mình. Nó chẳng khác gì một bàn thắng. Xuất sắc. Một pha đổ người, pha bóng xuất sắc của Đặng Văn Lâm. Vẫn là các cầu thủ của chúng ta, Quang Hải, Hùng Dũng, Trọng Biên rất hay, Trọng Hoàng. Phá bóng, không vào. Một tình huống vừa tấn công tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam vừa được tạo ra. Rất bình tĩnh trong một pha bóng mà có rất nhiều các cầu thủ áo xanh ở phía trước khung thành của thủ môn Suchi Goda. Cú đá nhanh là của Phan Văn Đức và suýt chút nữa thì sự khác biệt đã được tạo ra trong một pha tấn công đầy biến ảo. Phan Văn Đức gây áp lực và phía sau đang là một cầu thủ chúng ta. Phan Văn Đức, đó là cú đá của Quang Hải. Áp lực mà chúng ta tạo ra đã làm cho hàng phòng ngự của đội bạn trao đảo. Một tình huống gợi nhắc đến pha bóng mà Quang Hải đã ghi bàn tại ASEAN, đó là việc các cầu thủ ở trên hàng tấn công áp sát rất nhanh và khiến đối thủ bối rối. Đó là khi mà Văn Toàn đã gây ra áp lực và Quang Hải rất nhanh để dứt điểm. Lần này thì Quang Hải vẫn nhanh nhưng hậu vệ của đội bạn cũng nhanh không kém. Cơ hội đến rất gần với đội tuyển Việt Nam. Khá nhanh, Rich Sudoan. Một tình huống mà chúng ta hãy nhìn khuôn mặt của người dứt điểm, tiền đạo Minamino, khuôn mặt anh ngỡ ngàng và không tin vào tình huống cản phá xuất chúng này của Đặng Văn Lâm. Rất nguy hiểm. Bùi Tiến Dũng áp sát tuyệt vời. Đây là Minamino với sư đoàn một cơ hội đội tuyển Nhật Bản. Con trai của một nghệ sĩ múa ba lê và một diễn viên kịch đang trở thành một người nghệ sĩ thực sự trong thành của đội tuyển Việt Nam. Liên tục là những bóng cú sút xa vừa rồi cho thấy điều đó. Haraguchi là người có bóng. Cầu thủ của đội bạn đã ngã. Không penalty. Đó là Rich Sudoan. Đường truyền là của Endo. Và đây là tình huống mà chúng ta theo dõi lại cú tung người cản phá của người nhện Đặng Văn Lâm. Góc máy này mới cho thấy nó không hề dễ một chút nào vì Lâm vừa bị khuất tầm nhìn. Và cú đá của Haraguchi là rất hiểm hóc. Bóng đi cuộn. Đội, nhưng tôi vẫn đang rất lo lắng khi mà trọng tài trao đổi qua tai nghe với phòng VAR. Thực sự là rất lo lắng. Ông Hassan vẫn chưa cho trận đấu bắt đầu và vẫn đang có những trao đổi. Những phút giây hồi hộp. Ông Hassan sẽ xem qua công nghệ VAR. Đó là pha va chạm giữa Bùi Tiến Dũng và Rich Sudoan.
Lại là những giây phút chờ đợi dài như cả thế kỷ. Có vẻ như là một điều không lành. Hồi hộp quá. Trọng tài điều khiển trận đấu vừa xem màn hình vừa trao đổi với ông Christopher Biss, người điều khiển phòng VAR. Sẽ là một quyết định tập thể. Một quyết định của tập thể các trọng tài. Một quả penalty cho đội tuyển Nhật Bản. Bây giờ thì chúng ta phải trông chờ vào Đặng Văn Lâm. Cả một chiếc thẻ vàng dành cho Bùi Tiến Dũng. Rất tiếc Đặng Văn Lâm đã đoán được đúng ý đồ sút bóng của số 21 đội tuyển Nhật Bản rồi. Vẫn là một phán đoán chính xác của Đặng Văn Lâm. Vẫn là những sự động viên lẫn nhau của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Không phải lần đầu tiên ở rất nhiều giải đấu mà chúng ta để cho đối thủ vượt lên. Lần này còn khó khăn hơn khi đối thủ là đội tuyển Nhật Bản. Nhưng chúng ta sẽ vẫn hy vọng ở các cầu thủ Việt Nam ở trong những phút sắp tới của trận đấu. Suýt nữa đã có một tình huống cản phá penalty ấn tượng khác của Đặng Văn Lâm khi anh đã chủ động bay người ở đúng hướng. Một chút nữa thôi. Đúng là một chút nữa thôi thì cánh tay của Đặng Văn Lâm đã chạm được vào bóng rồi. Trọng Hòa là người ngăn cản. Ở tích tắc cuối cùng này thì Trọng Hoàng đã có một sự can thiệp hợp lý để khiến cho đối thủ không thể có một vị trí trụ tốt và tung ra cú dứt điểm. Không có gì khó khăn khi mà Đặng Văn Lâm vẫn có được sự tập trung cần thiết. Anh ơi, ngoại trừ tình huống bị đánh bại ở chấm 11m thì đến lúc này số 23 thủ môn của chúng ta đang có một trận đấu xuất sắc. Một điều rất lo lắng là với một lối chơi này thì các cầu thủ chúng ta sẽ mất rất nhiều sức. Tốt. Một tình huống cản phá xuất sắc tiếp theo của Đặng Văn Lâm. Haraguchi đã từng đánh bại Công Phượng. Quá hay, vẫn là Công Phượng. Rất hay. Phan Văn Đức. Cú sút. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Không phải là không có cơ sở để hy vọng ở những cú sút ra như vậy. Ở trận đấu gặp Jordani thì các cầu thủ chúng ta sút bóng rất tốt, thậm chí là ở những khoảng cách xa hơn. Và quyết định vừa rồi của Phan Văn Đức là hoàn toàn có thể hiểu được khi mà khoảng trống hiếm hoi đã xuất hiện ở phía trước mặt anh. Đó là một tình huống chuyển hướng hợp lý dành cho Công Phượng. Cơ hội. Hùng Dũng. Bóng đá vào bóng Duy. Không vào. Thật đáng tiếc với pha bóng vừa rồi. Những quả sút xa bắt đầu được sử dụng nhiều hơn. Và Hồng Duy vào sân đã lĩnh một trọng trách như vậy. Văn Toàn. Vẫn là Văn Toàn. Công Phượng. Công Phượng. Bóng lên chân của Văn Toàn. Vẫn là Công Phượng. Rất cố gắng. Hồng Duy. Công Phượng. Vẫn đang là Công Phượng. Rất cố gắng. Công Phượng. Quay. Vì bây giờ Xuân Trường và Hùng Dũng sẽ là những người đá ở bên giữa. Tuyệt vời của Đặng Văn Lâm. Và thực sự là chúng ta đang cảm thấy sự hạn chế về mặt ngôn từ để ca ngợi thủ môn áo số 23. Đây là một tình huống mà chúng ta dâng cao đội hình. Và tất cả đều hiểu rằng khi đó thì chỉ còn biết trông chờ vào Đặng Văn Lâm mà thôi. Và Đặng Văn Lâm không làm chúng ta thất vọng. Đặng Văn Lâm chỉ làm Minamino thất vọng nhiều lần ở trong trận đấu này mà thôi. Và Văn Hậu. Văn Toàn.
Văn Toàn! Một chút nữa thôi Văn Toàn đã có thể làm nên chuyện. Một đường bóng loại bỏ hoàn toàn tất cả các cầu thủ Nhật Bản. Và người chuyền bóng là Đoàn Văn Hậu, tả xung hữu đột. Đúng là một chút nữa thôi. Nếu như cú gẩy bóng bằng chân trái của Văn Toàn mạnh hơn thì có thể loại bỏ được Takehiro rồi. Cầu Phương! Thêm một cơ hội nữa đã đến với đội tuyển Việt Nam. Khoảng trống là rất lớn phía trước khung thành của Công Phượng. Và cái cách mà Công Phượng xoay sở để loại bỏ Yoshida cũng là rất tuyệt vời rồi. Anh dồn toàn lực cho cú đá vừa rồi. Thời gian vẫn còn, nghĩa là cơ hội vẫn còn dành cho đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền của Xuân Trường. Chính xác. Bắt toàn! Thật tiếc cho động tác khống chế vừa rồi của Văn Toàn. Một pha bóng mà Lương Xuân Trường đã nhìn thấy đường di chuyển của Văn Toàn, một người đồng đội từ nhỏ của anh. Nhưng chỉ thiếu một chút sức duyên nữa thôi đối với Văn Toàn. Đường dây cuối cùng, và bây giờ Đặng Văn Lâm sẽ có một cú đưa bóng lên. Không còn kịp nữa rồi. Tỷ số chung cuộc của trận đấu này là 1-0. Một trận đấu mà cả hai bên đều xứng đáng nhận được những tràng pháo tay. Đội tuyển Nhật Bản đã thể hiện đẳng cấp của một đội bóng nhiều lần dự World Cup. Đặng Văn Lâm đã có một trận đấu nể đời. Yoshida, Duy Mạnh, tất cả đã cống hiến tất cả những gì là tốt nhất của mình cho một cuộc so tài có thể nói là cả hai bên đều có lý do để ngẩng cao đầu rời sân. Chúc mừng Nhật Bản khi họ góp mặt ở bán kết, nhưng cũng phải cảm ơn ông Park Hang-seo. Cảm ơn những học trò của ông đã có một màn trình diễn quả cảm ở trận đấu này, tại giải đấu này. Và chúng ta có thể thấy là trong hiệp đấu đầu tiên này thì đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Và thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ ít nhiều không phải đối mặt với những thách thức từ ánh nắng của Trọng Hoàng, cũng là một điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo có thể chờ đợi. Quang Hải! Vẫn đang là Quang Hải! Đường chuyền cho Công Phượng không được. Nhưng kết quả cuối cùng thì Jordani vẫn thắng với tỷ số 1-0. Pha xử lý của Đoàn Văn Hậu. Như đã nói, đây là trận đấu mà trong hiệp 1 này thì thủ thành Sa Phi gặp bất lợi về ánh nắng, và những phương án như thế này của Đoàn Văn Hậu là có thể hiểu được. Pha bóng hay của Phan Văn Đức. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Quang Hải. Phan Văn Đức. Tiếc là Phan Văn Đức lại không kiểm soát được đường chuyền của đồng đội. Và trong những pha bóng kiểu như thế này thì cao thủ Johnny rất lợi hại. Cầu thủ sáng giá nhất của đội tuyển Johnny. Thành công. Lại là số 18 Antamari. Rất tốt. Giữa các tuyến đang được thể hiện khá ổn định nhưng có nguy hiểm. Hoàn hồ Đặng Văn Lâm với một pha phản xạ tuyệt vời. Và chúng ta thấy rằng là các tiền đạo của Jordani nhanh nhẹn đến như thế nào. Tuy nhiên đường chuyền trước đó của Huy Hùng là quá mạo hiểm. Pha xử lý quá hay của Musa. Nguy hiểm, Asadi không vào. Jordani không hề chơi đơn điệu. Bây giờ họ tập trung nhiều sang bên phía cánh phải, và Musa, cầu thủ áo số 18, đang tạo ra rất nhiều sự khác biệt khi trong pha bóng này. Và thật sự là rất may mắn khi trong tình huống vừa rồi. Tính bất ngờ trong tình huống vừa rồi đã qua đi, nhưng đây là Quang Hải. Phan Văn Đức. Không được. Đường chuyền chính xác sang bên phía cánh phải cho Trọng Hoàng. Dứt điểm. Thêm những pha áp sát từ phía cao thủ chúng ta. Lại là Tamari. Bóng đi đúng vào vị trí của Đặng Văn Lâm. Số 18 của đội tuyển Jordani đang tạo ra không ít những sóng gió về phía khung thành của Đặng Văn Lâm. Và bây giờ là quả đá phạt được thực hiện bởi Công Phượng.
Ấy đâu? Chạm đầu của Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền chính xác dành cho Đoàn Văn Hậu. Cơ hội. Dứt điểm. Không vào. Áp sát. Đó là một pha bóng hay của đội tuyển Việt Nam. Một pha bóng rất hay. Với một tình huống đập nhả và Công Phượng đã làm tường để Đoàn Văn Hậu thực hiện cú đá chân trái quen thuộc. Cú đá là rất căng rồi. Nhưng Sa Phi đã chơi tập trung. Rất nhiều những đường chuyền ở đoạn ngắn ở bên phần sân nhà để ru ngủ đối phương, và ngay lập tức là một tình huống mà thay đổi nhịp độ đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có được cơ hội với một pha bóng đẹp giữa Công Phượng và Đoàn Văn Hậu. Như vậy là có vẻ lại có thêm một quả đá phạt nữa, và các cầu thủ Jordani cho rằng họ xứng đáng được hưởng penalty. Jordani tương đối bài bản trong những tình huống dàn xếp đá phạt. Jordani đã mở tỷ số. Lần này vẫn là quả đá của Baharaman. Quyết định thổi phạt trước đó là hơi đáng tiếc, nhưng phải nói đây là cú đá quá tốt của Baha. Đoàn Văn Hậu giữ bóng tuyệt vời. Phạm Văn Đức. Công Phượng. Vẫn đang là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng, rất hay. Trọng Hằng. Áp sát rất hay. Đó là áp sát của Huy Hùng. Vẫn còn Hùng Dũng. Công Phượng. Đó là cú đá của Quang Hải. Hùng Dũng. Công vào. Rất tiếc. Đó là cú đá quá tốt của Hùng Dũng. Liên tục là những pha dứt điểm từ phía cầu thủ chúng ta. Và ở tình huống này thì Hùng Dũng đã đưa ra một giải pháp xứng đáng. Vẫn có quyền hy vọng ở tình huống dàn xếp đá phạt góc này. Công Phượng đá phạt. Đường chuyền nhanh. Vẫn còn Đoàn Văn Hậu. Kịp không? Sự khôn ngoan của Đoàn Văn Hậu mang về cho chúng ta một quả đá phạt. Đội tuyển Việt Nam đang dâng cao ở trong những phút cuối hiệp 1. Trọng Hoa. Không có ai áp sát. Một quả đá từ rất xa của Trọng Hoàng. Và tưởng như sự chói nắng và quyết định bất ngờ vừa rồi của Trọng Hoàng đã mang đến bàn thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Có lẽ là Amr Safi đã bị giật mình. Rất hay Công Phượng. Công Phượng. Quang Hải. Chân trái. Trọng Hoàng. Công Phượng và một lần nữa thì Công Phượng lại thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới cái đội bóng của Tây Á. Đúng là cái duyên Tây Á, và Công Phượng vừa rồi đã thực sự cho thấy khả năng chọn vị trí tuyệt vời của mình. Tuyệt vời, một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Công Phượng và các đồng đội. Đường kiến tạo ngoạn mục của Trọng Hoàng ở bên phía cánh phải, và Công Phượng di chuyển cực kỳ khôn ngoan. Và pha bóng này thì không cho thủ môn Amr Safi một cơ hội nào nữa. Đây là một giải đấu mà Công Phượng đá rất hay ở vị trí trung vòng cắm. Anh thoát ra giữa hai trung vệ của đối phương. Có mặt đúng lúc đúng chỗ để bóng tung lưới không thành của Jordani. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đây là Yasin. Văn Lâm. Chính xác với tình huống phán đoán đường chuyền vừa rồi. Thì bây giờ đã phải nhận một bàn thua và đang có phần bối rối trước sức ép từ phía các cầu thủ chúng ta. Đó là một sự bất ngờ. Công Phượng định đá thẳng ngay. Công Phượng đưa ra một quyết định táo bạo. Vừa cứu thua cho các cầu thủ Jordani. Đánh đá. Bùi Tiến Dũng vừa ăn thân bắn lên. Thật là những phút giây tuyệt đẹp của đội tuyển Việt Nam khi mà chúng ta luôn có cảm nhận là bàn thắng đã ở rất gần rồi. Bùi Tiến Dũng đã chọn vị trí tuyệt vời. Quang Hải. Phạm Văn Đức. Cú vào. Lại một lần nữa thì bóng đều rất gần với mảnh lưới của Jordani. Quá tiếc cho tình huống này. Đường chuyền của Quang Hải
Phan Văn Đức đã rất cố gắng để chạm vào bóng rồi, nhưng đội bạn vẫn có sự bọc lót cho nhau ở tình huống này. Và sự tự tin cũng không còn với thủ thành Sa Phi. Cú sút vượt qua này. Hiệp 2 bùng cháy của đội tuyển Việt Nam. 15 phút vừa rồi quả thật là 15 phút khó quên với những cổ động viên chúng ta. Bình thường anh Khắc Cường có công nhận không, Sa Phi chắc chắn sẽ không có khó khăn nào với một pha bóng như vừa rồi. Nhưng những áp lực mà chúng ta tạo ra khiến thủ môn này không có được sự tự tin lớn nhất. Nó bắt đầu. Phạm Văn Đức có thể dứt điểm. Công Phượng, cú đá sấm sét của Hùng Dũng. Nhưng quả thật đến lúc này thì Sa Phi, thủ môn của đội bạn, luôn chơi với một sự tập trung rất cao. Quyết định đá thẳng và Đặng Văn Lâm đã đâm bóng chính xác. Lần này thì không còn nguy hiểm nữa rồi. Cú phá bóng của Bùi Tiến Dũng, một trong những cầu thủ chơi tốt bậc nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Và phía trước của hai đội sẽ là loạt sút luân lưu. Như vậy là cũng giống như đúng một năm về trước, trong trận đấu đầu tiên ở vòng knockout của mình thì đội tuyển Việt Nam sẽ lại bước vào loạt sút luân lưu giống như đội tuyển U23 Việt Nam đã từng trải qua. Quế Ngọc Hải và Sa Phi. Quế Ngọc Hải, cú đá chính xác của Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một sự giải tỏa. Và ông và Baha. Cú sút tốt của cầu thủ đối phương. Cú đá của Baha là quá mạnh. Đi căng vào tầm cao nữa. Hùng Dũng. Vào rồi. Sa Phi đã đổ đúng hướng. Nhưng cú đá của Hùng Dũng là quá hiểm. Một lần nữa chúng ta vươn lên dẫn trước đội bạn. Cả hai cú đá của Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng đều rất tự tin. Cú đá của Baha. Hoan hô Đặng Văn Lâm. Và bóng vừa chạm vào xà ngang của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại cú đá này. Cũng lại là một cú đá tầm cao đi rất căng. Nhưng bóng đã trúng vào xà ngang khung thành của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1 nghiêng về phía đội bóng của chúng ta. Xuân Trường. Tuyệt vời! Tuyệt vời! Cũng giống như một năm về trước, Xuân Trường lại chiến thắng ở loạt sút luân lưu. Và vẫn là hình ảnh chỉ tay lên trời quen thuộc sau khi đã hôn lên ngôi sao vàng ở ngực áo. Và đây là một cú đá bản lĩnh tiếp theo nữa. Số 10 của Jordani đối mặt với Đặng Văn Lâm. Văn Lâm lại chiến thắng! Và chúng ta đang dẫn 3-1 rồi. Số lượt sút đã bằng nhau. Anh Cường có thể thấy những âm thanh từ miệng của Đặng Văn Lâm đã tạo ra những áp lực nhất định. Và sau đó là một cú đổ người tuyệt vời. Hoan hô Đặng Văn Lâm. 3-1 rồi. Đội tuyển Việt Nam. Và đây là hình ảnh cũng rất tuyệt vời khác với đội tuyển của chúng ta. Minh Vương. Rất tiếc. Minh Vương có vẻ đã hơi bị căng thẳng một chút ở một lượt sút thứ 4 của đội tuyển Jordani. Và nếu cú sút này không thành công, hãy tiếp tục đặt niềm tin ở Đặng Văn Lâm. Và tiếp tục là những động tác gây ức chế đối thủ. Tỷ số luân lưu bây giờ là 3-2. Đội bóng của chúng ta vẫn đang có ưu thế. Bùi Tiến Dũng sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đầy đúng một năm thì Bùi Tiến Dũng đã là người thực hiện quả đá quyết định. Rồi. Tự hào thay hai tiếng Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Bản lĩnh tuyệt vời của Bùi Tiến Dũng.
áp lực là khủng khiếp, nhưng những người đang phải căng thẳng và không tin chuyện gì đang xảy ra là các cổ động viên của Jordani. Còn với các cổ động viên Việt Nam là niềm hạnh phúc vỡ bờ. Đó là bản lĩnh của một người chiến sĩ quân đội nhân dân, một người lính đá bóng, và nó cũng là hình ảnh của những chiến binh sao vàng. Tuyệt vời, Jordani các bạn đã chiến đấu rất hay, đã có một giải đấu rất hay. Nhưng hôm nay là Việt Nam của chúng tôi, những người xứng đáng có mặt ở tứ kết. Sân cỏ là nơi đàn ông khóc nhiều nhất, và đó là những giọt nước mắt của cả niềm vui, là sự thất vọng. Hình ảnh tuyệt vời của Đặng Văn Lâm, một kiểu chào rất tuyệt vời mà Đặng Văn Lâm đã khiến cho chúng ta đong đầy cảm xúc. Và hôm nay pha tung người cản phá của anh, những áp lực của anh tạo ra cho đối phương. Sau 365 ngày thì một kịch bản lại lặp lại, một cái kết hoàn hảo, đầy tự hào dành cho bóng đá Việt Nam. Chúng ta sẽ có mặt ở vòng tứ kết tại Asian Cup 2019 sau một trận đấu có đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, sự quả cảm, lòng tự hào. Vâng, từ Thường Châu tuyết trắng cho tới UAE đầy nắng, đội tuyển của chúng ta vẫn làm nên kỳ tích.